Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với kênh của chúng tôi. Đừng quên bấm đăng ký cũng như bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn nhé. Và sau đây sẽ là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Trang Soho đưa tin, chiều ngày 4 tháng 9 năm 2023 vừa qua, chỉ mấy hôm sau ngày khai giảng, tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Lạc Dương ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đã xảy ra một vụ án mạng. Nam sinh họ Kỷ đã nhảy lầu tự tử sau khi gây án và qua đời ngay sau đó. Người bị hại là nam sinh họ Lôi đã tử vong vì thương tích quá nặng. Ngoài ra, còn có hai nam sinh bị thương vì đã tham gia khuyên can, đang tiếp nhận điều trị, tình trạng đã ổn định. Hiện tại, vụ việc đang được điều tra làm rõ. Được biết, nạn nhân, hung thủ và hai nam sinh bị thương đều là bạn ở chung ký túc xá. Nạn nhân họ Lôi đang là sinh viên năm tư ưu tú, sở hữu thành tích học tập rất khá. Lôi đang giúp sức chuẩn bị cho kỳ thi nghiên cứu sinh, bậc sau đại học để lấy bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở Trung Quốc. Theo thông tin được thu thập, quê nhà của Lôi ở Phúc Kiến, bố mẹ ngoài 60 tuổi. Dư luận càng chú ý hơn khi biết Lôi là con một trong nhà, là hy vọng rực rỡ nhất của hai vợ chồng già, khó khăn lắm mới có mụn con ở độ tuổi 40. Một người tự xưng là chị họ của nạn nhân họ Lôi đã đăng tải bài chia sẻ trên mạng xã hội như sau. Lôi là con một trong nhà, bố mẹ đã ngoài 60, năm nay em đang học năm tư, chuẩn bị thi lên thạc sĩ. Thằng bé là đứa rất hiền, học hành cũng tốt. Vì chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng nên hè năm nay em không về nhà mà quyết định ở lại trường tập trung học tập. Hơn nữa, người chị họ này cho biết phía gia đình cũng rất bàng hoàng trước việc hung thủ là bạn chung phòng với Lôi và gây án xong thì đã nhảy lầu tự sát. Trên người Lôi có nhiều vết dao. Sự việc phát sinh vào thời điểm khai giảng năm học mới chưa được mấy ngày khiến người ta khó lòng chấp nhận được. Theo đó, chị họ của Lôi không hề nghe nói về việc nạn nhân và bạn cùng phòng ký túc xá có nảy sinh mâu thuẫn nào trước đó. Hiện tại, hơn 20 người trong gia đình của nạn nhân đã có mặt tại trường học vì chưa thể chấp nhận sự ra đi quá đột ngột của Lôi. Đồng thời, họ cũng muốn làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng này. Chị họ của nạn nhân chia sẻ, hơn 20 người nhà chúng tôi đã có mặt ở Lạc Dương sau khi biết tin dữ. Chúng tôi đã vượt chặng đường hơn 1.000 km để đến đây. Có người đi máy bay, người đi tàu hỏa, người chạy xe hơi. Trong ấn tượng của chúng tôi, em họ có tính cách khá hướng nội, còn có chút yếu đuối. Nó là kiểu người bị mắng thì chịu, bị đánh cũng đứng yên, không hề biết đánh trả hay cãi lại. Theo một số thông tin, Lôi là trưởng phòng ký túc xá, đã ở chung phòng với hung thủ họ Kỷ hơn 3 năm. Trong thời gian ở chung này, hai người đã có nhiều mâu thuẫn nhỏ nhưng không được giải quyết. Do đó, nguyên nhân gây án cũng có thể phát sinh từ mâu thuẫn tích lũy từ bé thành to. Hôm xảy ra vụ việc, Lôi đang tập trung học để chuẩn bị thi nghiên cứu sinh. Kỷ chơi game với âm thanh quá lớn, gây ảnh hưởng đến Lôi. Hai người bắt đầu cãi cọ. Có thể vì nhất thời mất kiểm soát, nên Kỷ đã dùng con dao nhọn đâm nhiều nhát vào người Lôi. Sau đó, vì thấy mình đã gây ra thảm án, Kỷ đã nhảy lầu tự sát. Đây là lời kể lại của nhiều sinh viên ở cùng tầng ký túc xá. Song thông tin vẫn chưa được cơ quan chức năng chứng thực. Muỗi, sát thủ hàng đầu lịch sử. Muỗi, tên khoa học là Salicidae, là loài côn trùng đông đảo nhất trên thế giới. Chúng sinh trưởng ở khắp mọi nơi, thích nghi với mọi kiểu môi trường. Dù có đi đến đâu đi nữa, bạn cũng vẫn phải đối mặt với nỗi phiền phức mang tên có muỗi. Muỗi cũng nhỏ xíu, yếu nhất. Chúng chỉ nặng 2-2,5mg, căng sức mà bay mới được 2,5km/h. Nếu nhanh tay một chút thì ngay cả con nít cũng vỗ trúng muỗi đang bay. Nhưng khổ nỗi, chỉ ít thì thế giới cũng có tới 3.500 loài muỗi. Trung bình mỗi năm, chúng cướp đi sinh mạng của 725.000 người. So với chó sói hay cá mập ư, chúng chỉ lấy đi tối đa là 10 mạng trên một năm. Theo thống kê y tế, hơn 50% dân số thế giới luôn trong khả năng bị nhiễm bệnh từ muỗi, bao gồm sốt xuất huyết, sốt vàng, viêm não. Chỉ riêng bệnh sốt rét thôi đã khiến 600.000 người một năm phải từ bỏ cuộc sống. Ruồi xê dê, sát thủ ru ngủ. Ruồi xê dê còn được gọi là ruồi xê dê hay ruồi xì xì. Nó có tên khoa học là Glossina, được ghi nhận là loài côn trùng nguy hại nhất châu Phi vì khả năng gây ra bệnh ngủ.
Nếu bị ruồi CC tấn công, nạn nhân sẽ rơi vào trạng thái mệt mỏi, sốt cao, buồn ngủ và rồi dẫn đến ngủ mê man đến chết. Khu vực hoạt động của ruồi CC khá lớn, bao gồm 36 nước ở châu Phi. Mỗi năm chúng khiến khoảng 500.000 người tại lục địa đen mắc phải bệnh ngủ. Việc điều trị bệnh ngủ rất phức tạp và tốn kém thời gian. Không chỉ thế, căn bệnh này còn có khả năng gây ảnh hưởng lên hệ thống thần kinh dù đã được chữa chạy. Mục tiêu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO hiện nay là cho đến năm 2020 sẽ hoàn thành việc xóa sổ bệnh ngủ tại châu Phi. Họ đang có thành công nhất định ở một số nước, ví dụ Cộng hòa Dân chủ Congo. Dơi, sát thủ âm thầm lây bệnh dại. Không khó để tiêu diệt dơi, nhưng loài người không thể làm như vậy. Hệ sinh thái toàn cầu cần đến dơi, vì dơi ăn quả giúp lây lan hạt giống, còn dơi ăn thịt giúp triệt côn trùng gây hại, ví dụ như muỗi. Giống như loài chó, dơi có khả năng lây bệnh dại, nhưng không phải con nào cũng bị dại. Khổ nỗi chúng ta không thể phân biệt dơi mắc bệnh dại và dơi không mắc bằng mắt thường. Khổ hơn nữa là dơi có thể cắn người đang ngủ mà không khiến họ bị đánh thức. Và dù là động vật có vú, dơi lại biết bay. Nó có thể lây bệnh dại cho ai đó rồi thản nhiên bay mất. Còn nạn nhân vẫn cứ điềm nhiên an giấc, đến lúc mở mắt dậy thì mọi chuyện đã rồi. Ếch độc phi tiêu vàng, lấy mạng tức khắc. Đừng quá lo lắng, ếch độc phi tiêu vàng, Phyllobes terribilis, tuy cực độc nhưng tuyệt đối không sống ở đâu khác ngoài Colombia. Nó cũng chỉ quanh quẩn ở các khu vực rừng mưa nhiệt đới cực kỳ nóng ẩm. Colombia có nhiều loại ếch độc, nhưng ếch độc phi tiêu vàng là đáng ngại hơn cả. Nó chỉ dài có 1,3 đến 1,5cm thôi, nhưng một con cũng đủ lấy mạng cỡ 20 đàn ông khỏe mạnh. Chất độc của loài ếch này còn có thể ngấm qua da mà không cần có vết thương hở. Nên nếu lỡ dại động vào loài ếch này, bạn có thể còn chẳng có cơ hội để mà hối hận. Dữ dằng là vậy, ếch độc phi tiêu vàng đang ở ngưỡng cửa tuyệt chủng. Trong rừng mưa Colombia cũng có một loài rắn có thể ăn cả ếch độc phi tiêu vàng. Chúng là rắn Lemadophis serpentiflis. Cái lạ là rắn Lemadophis serpentiflis chỉ thích cực săn ếch phi tiêu vàng con. Người bản địa cho rằng đó là vì ếch con chưa phát triển hết độc tố, còn rắn thì có thể hóa giải chất độc chưa hoàn thiện này bằng nước bọt của nó. Bạch tuộc đốm xanh, độc nhất họ bạch tuộc. Không nhiều bạch tuộc có độc, nhưng khi đã có thì thuộc dạng kịch độc. Đó chính là bạch tuộc đốm xanh, Haberlocklena. Loài bạch tuộc này có thân mình chỉ dài từ 4 đến 6cm, còn xúc tu thì dài từ 7 đến 10cm. Nó khá hiền lành, chỉ khi gặp nguy hiểm mới phát ra những vòng sáng màu xanh dương trên cơ thể để cảnh báo. Nọc độc của bạch tuộc đốm xanh thuộc vào hàng kịch độc, có thể gây suy hô hấp cấp. Dù vậy, nếu được cấp cứu bằng cách hô hấp nhân tạo kịp thời, tỷ lệ sống sót gần như là 100%. Cái nguy hiểm nằm ở chỗ, vết cắn của bạch tuộc đốm xanh quá nhẹ. Nó thậm chí không đủ để khiến người bị cắn nhận ra. Trong khi đó, sự phát tác lại quá nhanh. Chỉ 1mg độc của bạch tuộc đốm xanh cũng đủ khiến một người tắt thở tức thì. Độc khiếp như vậy, nhưng nếu muốn, bạn vẫn có thể sơ được loài bạch tuộc này. Bởi thế mới nói, kích thước nhỏ bé hóa ra lại là may mắn lớn với chúng vì người ta chẳng thèm bắt nó. Ốc nón địa lý, chưa có huyết thanh chữa độc. Như mọi loài ốc, ốc nón địa lý, Conotrosophus, cũng chậm rù. Nhưng khác ở chỗ, chúng ăn thịt chứ không ăn chay và chúng có độc. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, độc của ốc nón địa lý là tổng hợp của hàng trăm loại độc tố và chúng ta vẫn chưa chế ra được loại huyết thanh có thể hóa giải độc của chúng. Các bác sĩ chỉ có thể kéo dài thời gian sống cho nạn nhân chờ chất độc tự tiêu tán. Tuy chậm chạp, nhưng ốc nón địa lý sở hữu hai phương pháp săn mồi độc đáo. Cách thứ nhất là phun nọc độc vào nước khiến con mồi mất khả năng di chuyển. Cách thứ hai là nằm rình con mồi bơi ngang qua, lao đầu lên đớp bằng hàm răng giống như lao móc. Một người khỏe mạnh cũng có thể mất mạng sau khi bị ốc nón địa lý cắn chỉ 2-3 phút. Nhưng bạn không cần phải quá lo lắng, rất dễ để phân biệt ốc nón địa lý với các loài ốc khác. Chúng dài trung bình 15cm, vỏ có hai màu nâu và trắng, họa tiết vô cùng rõ nét.